Rồi ok, xin chào anh em. Ngày 6 Tân OMG 3Q thì cũng chuẩn bị kết thúc rồi. Hết thể lực rồi nên mình sẽ làm cái video em ạ. Chắc là nếu mà online nhận đủ cái mốc thể lực của cái thời gian em nhá thì chắc là có lên được khoảng tầm 150 vạn lượt chiến em ạ. Mà hiện tại thì mới chỉ là 148 vạn lượt chiến thôi. Và ngày thứ 6 của chúng ta thì làm gì mua gì? Ngày thứ 6 ở cái phần hoạt động của chúng ta nó có cái phần siêu giá trị. Và mình nghĩ là anh em nên mua mắc cho mình cái Vân Kim Ngọc. Đấy, đồng để mà cường hóa cái trang sức, kèm theo đó là có thể thì mua luôn cả đá tinh luyện trang bị cho mình nữa. Và hiện tại thì con ác của mình nó đang thiếu khá là nhiều bạc nên mình đã mua mắc cái bạc rồi anh em ạ. Tuy thế là vừa cường hóa một xíu đã hết không còn một tí nào luôn. Và mình cũng mua mắc luôn cái lệnh đạo mới, tại vì hiện tại thì cái lệnh đạo mới không có chỗ nào kiếm cả, nên mình sẽ mua mắc cái phần lệnh đạo mới để vào tiện hồn tướng reset lại toàn bộ cái số mảnh tướng ở đây, và sẽ mua đúng cái mảnh tướng mà cái team mình đang cần em ạ. Đấy, dùng nó cũng khá là nhanh hết em ơi. Đây, bạc mình vừa mới cường hóa bây giờ còn mỗi 77.995 này. Không biết anh em thế nào, nhớ anh em bảo là bạc nó dư vãi chưởng. Mà sao con ác mình dùng hao thế không biết anh em ạ. Ngày thứ 6 tiếp tục thiếu trầm trọng thể lực và mua mắc cho mình tối đa cái số lượt thể lực có thể nha. Tốn bao nhiêu cũng phải mua. Vào đây kết bạn hảo hữu và tặng nhận cho mình full cái số lượt của thể lực ở đây em nhá. Mua full cho mình nha, nhận full cho mình. Ngoài ra thì vào cái mốc thời gian 18, 21 giờ và 12 giờ để mà nhận toàn bộ cái thể lực ở đây, không thể nào bỏ qua được cái phần này. Vào cái phần cửa hàng và phần tiệm tính năng, mua cho mình full cái phần võ anh lệnh này, mua full cho mình cái số lần võ anh lệnh, kèm theo đó là mua full cho mình cái đá tinh luyện trang sức, và nếu được anh em mua full cho mình cả cái vân kim ngọc này nữa nha. Mua full cho mình có thể, nếu mà anh em có thể mua được mình sẽ mua full, và mình sẽ không bao giờ mua những cái mảnh của trang bị ở đây. Tại vì sao? Tại vì là cái tháp của chúng ta khi mà chúng ta nhận những cái quả ấy, thì nó sẽ có rất là nhiều, nó rơi rất là nhiều những trang bị, nên mình sẽ không mua trang bị để mà ép cho tướng nữa. Và ngày thứ 6 này thì chắc là ác của anh em thì toàn bộ tướng cũng phải full toàn bộ những cái trang bị tím rồi. Ở đây mình full hết toàn bộ trang bị tím rồi nhá. Còn cái bảo vật thì hiện tại thiếu duy nhất của mã nương nữa thôi, là có thể là full bộ tím cho tất cả tướng. Với cái đội hình của mình thì hiện tại dồn nhiều nhất cho Quan Vũ với full bộ trang bị cam các bạn. Đấy, hai cái bảo vật Never 10 và cộng 2. Dồn nhiều nhất thứ hai cho Trương Phi và dồn thứ ba cho vị tướng Bảng Thống. Và cuối cùng là dồn cho hai hồi máu này. Main thì nó cũng tàn tạ thôi anh em ạ. Có trang bị thôi. Lưu ý là cái tựa game này thì mình cũng phải nhắc đi nhắc lại. Đó là anh em có sao thì anh em cứ nâng mắc sao cho mình. Lưng mắc đi rò toàn bộ tướng của chúng ta để mà xem là tướng nào dư mảnh thì lưng mắc sao cho mình nhá. Tại vì con game này thì để mảnh nó cũng không làm gì cả đâu, nên có mảnh anh em lưng mắc sao cho mình. Lưng mắc sao để làm gì? Để mà kích full duyên. Cũng phải đi rò toàn bộ từng tướng một để mà kích duyên hay là tăng cấp duyên đấy nhá, thì nó sẽ lên cái lực chiến cũng khá khá. Và ngoài ra thì nó cũng sẽ có được cái phần đó là đồ giám giúp tăng cái lực chiến và mở cái thuộc tính cũng rất là ngon. Đây anh em để ý ở cái tháp ma hồn nó vừa mở thêm một cái hộp này, cái quần quà này. Nhưng mà nó còn tùy nhá, nó còn tùy thì nói chung là anh em cứ để vậy khoảng tầm vài tiếng là anh em kiểu gì cũng có một cái món trang bị ngon rồi. Ở cái phần tháp này nó sẽ có cái phần đó là nhận nhanh nhá. Tốn khoảng tầm 200, hình như là cũng là chỉ là 150 kim nguyên bảo thôi. Thì anh em nhớ là phải nhận hết cho mình hai cái lần này. Nhận hết toàn bộ hai cái lần này tốn kim nguyên bảo nha, tại vì quà nó cũng rất là khủng cho anh em luôn. Đến cái thời gian nhận thể lực rồi anh em này, nhận luôn cho mình 5 cái thể lực ở đây. Khi mà chúng ta mua full cái võ anh điện, nhớ là vào đây mở ô cho mình để mà nâng cấp cái số sao này nha. Mở cái nội tại cực ngon giúp anh em tăng lực chiến rất là nhiều. Chiêu mộ cho mình em nha. Nếu mà anh em có những cái vé free thì anh em quay cho mình cái chiêu mộ danh tướng. Và hiện tại thì anh em từ từ, ngày thứ 6 hãy từ từ chiêu mộ phe thôi. Đừng dồn quá nhiều thể kim bảo vào phần chiêu mộ phe nữa. Anh em cứ tích vào đó đi. Tại vì hiện tại đội hình của chúng ta nó cũng khá là ổn rồi. Khi mà chúng ta có được những cái hồn tướng thì có thể là vào đây mua mảnh tướng để mà nâng cấp sao. Còn lại thì chờ đến ngày thứ 7 xem thế nào nhá. Hoặc qua ngày thứ 7 để xem là có cái event gì mới hay không. Cứ tích ngày thứ 6, cứ tích kim bảo cho mình đi nhá. Chạy full cho mình ải nha. Chạy mắc cho mình ải, sau đó thì nhặt toàn bộ những phần quà ẩn. Khi nào mà ải chúng ta nó ghi hoàn mỹ thì anh em sẽ thôi. Còn chưa hoàn mỹ thì anh em nhớ vào rò toàn bộ để mà nhận toàn bộ phần quà của cái tựa game này nhá. Ở cái phần phó bản ngày thứ 6 thì từ từ hẵng đánh phó bản tinh anh. Mình lại cũng dồn khá khá là nhiều cái thể lực vào đánh cái phó bản tinh anh ở đây, nên
hiện tại thì nó cũng hơi phí đấy. Vì thể lực trong cái tựa game này nó cũng không hề đơn giản một tí nào cả. Và chúng ta dồn vào cái phần phó bản tiếng Anh này thì quả của nó cũng chưa có gì cả, đa số là Kim Nguyên Bảo thôi. Nên anh em tập trung vào đánh cho mình full cái phó bản chính đấy nhá. Đánh khi nào mà cái phó bản chính cho nó không đánh được nữa thì bắt đầu chúng ta mới dư thể lực đi đánh phó bản tiếng Anh. Mà chưa được đánh phó bản tiếng Anh, anh em nâng cấp cái đội hình người ta lên đã. Sau đó thì dư thể lực thì anh em mới đánh cho mình cái phó bản tiếng Anh nhá. Chạy full cho mình toàn bộ cái nhiệm vụ ngày này. Sau đó thì ăn được cả cái thành tựu nữa thì ngon. Hoàn thành cho mình toàn bộ những cái event vào đây. Và cái event 30 tháng 4 thì anh em nên mua gì, nên đổi gì nhá. Đổi quá khủng. Đương nhiên là ở cái phần đổi bánh kem này, những cái lông dân của chúng ta thì không nói chuyện rồi, bỏ qua đi. Tại vì chúng ta sẽ không đổi được cái quần què gì ở đây cả. Và chúng ta quan tâm đến cái phần đổi hoa tươi. Đổi hoa tươi anh em đừng đổi tướng nha. Anh em đổi full cho mình 999 kim bảo. Và sau đó là mua full cho mình toàn bộ những cái vật phẩm ở đây. Nếu mà dư thì có thể là mua bạc cho mình. Còn đừng có đi đổi tướng nha. Đừng có đi đổi tướng. Tướng là nó kiếm rất là dễ thôi. Vào đây đến 200 cái hoa. Kiếm vớ vẩn full cả cái event 3 ngày này cũng chả đủ để mà đổi được con tướng cơ. Do đó là anh em hãy đổi full cho mình cái vật phẩm ở dưới đây đã. Bạc ở đây nếu mà anh em còn thiếu, ví dụ đang cần lắm rồi, thì anh em mua cho mình cái lần 100 kim bạc thôi. Còn lại giá của nó 200 thì anh em dừng lại nhá. Chỉ mua một lần duy nhất thôi. Thiếu bạc thì anh em có thể là vào cái phần công thành lược địa ở đây. Sử dụng thể lực để mà đánh cái map. Để mà đánh cái map nhá. Để mà đánh từng cái thành một. Thành nào nhiều bạc nhất thì anh em múc cái thành đó nha. Và lưu ý là phải check xem cái đội hình của nó như thế nào. Chứ còn thấy nhiều quá mà đánh luôn mà cái level của nó cao thì anh em sẽ thua sấp mặt đấy. Thua sấp mặt. Thể lực thì sẽ tốn mất 5 thể lực mỗi lần đánh một cái thành. Đấy, nhưng mà bù lại thì chúng ta nhận được khá là nhiều bạc. Khá là ngon em nhá. Ăn cho mình, nếu mà ăn được bao nhiêu cái phần thành tựu công thành này thì ăn cho mình nhá. Tại vì quả nó cho không hề ít một tí nào cả. Kim Nguyên Bảo nó cho anh em bạc rất là nhiều. Ở trong cái thành của chúng ta, anh em nhớ là một ngày nó cho anh em thu hoạch nhanh 2 lần. Và một lần là tốn 50 kim nguyên bảo, mà lần thứ hai thì như là tốn 100 kim nguyên bảo ấy. Thì anh em nhớ là phải thu hoạch hết cho mình hai cái lần đó nha. Thu hoạch hết cho mình hai cái lần đó tốn 150 kim nguyên bảo thì anh em múc hết cho mình luôn. Tại vì quả nó cho rất là nhiều. Nhớ là thu hoạch nhanh cho mình. Ở cái phần mạo hiểm này, nếu mà anh em nào chưa đánh hoặc là chưa mở hoặc là chuẩn bị mở rồi thì anh em nhớ là đánh cái phần này là như thế nào. Đánh cái phần này thì lưu ý quan trọng cho anh em đó là đánh thì đánh những cái con mà nó là màu xanh hoặc là màu tím thôi. Còn lại thì để dành những cái con màu cam cho những cái trận cuối cùng nhá. Cho những cái trận cuối cùng. Chứ anh em vào cái đừng có múc luôn những cái con cam là chúng ta sẽ thua sấp mặt đấy. Lưu ý là đánh những cái con tím hoặc là những cái con xanh thôi. Con cam để cuối cùng anh em hãy đánh. Chạy full cho mình đánh boss này, kèm theo đó là vượt ải trảm tướng này. Vượt ải trảm tướng thì cái video nào mình cũng nói rồi. Đó là chúng ta sẽ cho hai bớt máu lên đội hình thì chúng ta sẽ vượt được cái ải trảm tướng rất là dễ dàng nha. Quân đoàn thì đương nhiên là vào đây nhận toàn bộ cái lì xì. Sau đó thì cống hiến cho mình full bằng kim nguyên bảo. Sau đó thì chúng ta sẽ nhận mảnh tướng và tặng mảnh tướng cho người ta. Tặng mảnh tướng này. Đây còn mảnh nữa này. Tặng luôn. Tội gì không tặng. Ăn tặng tiếp luôn này. Có là tặng em nha. Để mà lấy cái điểm của bang giúp anh em mua được rất là nhiều đồ. Xin mảnh ở đây thì một ngày nó chỉ cho anh em xin 2 lần thôi. Tùy vào cái cấp của bang thì nó mới cho anh em. Đánh boss cho mình nha. Sau đó thì tàng bảo đồ. Tàng bảo đồ ở đây thì anh em nào rất là may mắn. Nhiều anh em may mắn ra con lợn này. Và sáng ngày thì mình may mắn này có thể là tàng bảo đồ đã được đến 500 queen bảo. 500 queen bảo nha. Còn lại thì nó có anh em rất là nhiều quà khác. Nhưng mà hên nhất đó là cho anh em con lợn. Kèm theo đó là cho anh em kim nguyên bảo. Đấy, con lợn này là thú cưỡi ấy, hay con ngựa gì à? Rất là hấp dẫn luôn. Nhiều những cái phần mà anh em đi tàng bảo đồ ấy, mà nó ra những cái bản đồ ở trong cái phần túi ấy này, anh em sử dụng như thế nào? Anh em mở nó lên, sau đó thì anh em nhìn cái khu vực, anh em nhìn cái khu vực dấu X của nó nhá. Nó ở cái chỗ nào thì anh em lại chỗ đó để mà đào tàng bảo đồ nhá. Đấy, nhiều anh em không biết dùng cái đó thì anh em lưu ý cái phần này cho mình. Ok, đi phó bản xíu nha. Hiện tại thì mình đang dừng ở cái chương 24 và đã đánh cái con hoa đà mà đánh mãi không chết. Hoa đà nó hồi sinh. Đây con hoa đà này. Đánh lại cái ải hoa đà này mình vừa nâng cấp một xíu cái đội hình để xem là nó có full 3 sao hay không. Thank you.
Ok, thế mà được full 3 sao đây anh em ạ. Vừa nâng cấp một xíu xíu mà đã lên được 3 sao rồi. Bạc ở trong cái tựa game này thì nói chung là dùng thì rất là nhanh, nhưng mà tiêu thì nó cũng gọi là kiếm thì nó cũng rất là ổn. Kiếm nó nhiều cách kiếm lắm. Chỉ cần anh em bỏ một chút thời gian là có thể là kiếm được cũng khá khá đấy. Ở đây còn một ải nữa. Đây cái ải giả hổ phải đánh mất 2 sao luôn này. Đánh thử xem thế nào. Mẹ anh em thấy quan vũ nó chém cái thằng đồng trác. Đồng trác còn đầy cây mà nó chém cái bộ phát chết tươi luôn anh em ạ. Ghê quá, tức là không hổ danh là dồn cho quan vũ. Rồi ok, và đó là toàn bộ cái video ngày hôm nay. Video ngày 6 tân OMG 3Q. Trong cái video này nếu mà thấy còn thiếu sót cái gì đó, còn sai sót cái gì đó thì nhớ comment phía dưới để mình hoàn thiện hơn trong các cái video tiếp theo nhé. Mình sẽ còn nhiều những cái video về tân OMG 3Q. Rất là mong anh em ủng hộ bằng cách ấn đăng ký kênh, like và share cái video này. Ấn đăng ký kênh, nhớ ấn kèm cả chuông thông báo để mà cập nhật những cái video mới nhất về tân OMG 3Q nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại anh em vào các video tiếp theo. Chúc anh em chơi tân OMG 3Q vui vẻ nha. Bye bye.